Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của nhạc cụ Minh Phụng. Mình là Trung Tính. Và video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn làm thế nào để điều chỉnh được âm lượng của trống, của tiếng bi, của tiếng chorus trên một cái điệu trên cái đàn Cushman K250. Nhiều bạn hay hỏi mình đó chính là sao mà chơi điệu này thì cái tiếng trống bự quá vậy? Sao mà chơi điệu này thì cái tiếng trống nó to quá vậy? Thì làm cách nào có thể là giảm tiếng trống được hay không? Thì xin trả lời với các bạn, đó chính là cái đàn K250 này hoàn toàn có thể làm được. Chúng ta có thể điều chỉnh được cái tiếng trống cũng như là tiếng bi hoặc là những cái tiếng khác trên một điệu, có thể giảm hoặc là cân bằng lại với nhau sao cho hợp lý. Và sau đây mình sẽ đi vào chi tiết hướng dẫn các bạn. Và sau đây mình xin hướng dẫn các bạn thay đổi volume hay gọi là âm lượng của từng nhạc cụ trong điệu. Ví dụ như ở đây mình mở một cái điệu nha, mở một style, mở một cái điệu bất kỳ. Đây mình mở ngay cái điệu đầu tiên của nó, bấm nút star để nghe, rồi bấm nút hợp âm lên nè. Mình đánh thử giai điệu, các bạn có thể nghe được, các bạn có thể nghe được nó có tiếng trống, tiếng bass. Đây thì làm thế nào để mà mình có thể giảm tiếng trống xuống, hoặc là có thể giảm tiếng bi xuống, hoặc là có thể tăng tiếng trống hoặc tăng tiếng bi lên, thì các bạn ấn vào nút mixer. Các bạn theo dõi màn hình. Đấy, các bạn nhấn tiếp mixer. Rim là trống, bass là tiếng guitar bass, Josh là tiếng hợp âm. Đấy. Rồi. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn tắt và tăng giảm âm lượng. Đầu tiên các bạn nghe thử nha. Để mà tắt được cái tiếng của nhạc cụ trong cái điệu thì các bạn giữ hai nút lên xuống bên đây. Và để quay lại mặc định thì các bạn cũng giữ hai nút. Mình làm ví dụ. Để mình tắt tiếng trống. Nó để chữ off, có nghe đang tắt. Mình bật lên mặc định lại. Đó, các bạn có thể nghe được tiếng trống. Và tăng giảm âm lượng của tiếng trống cũng như vậy. Các bạn bấm nhạc. Bấm mixer, tăng giảm, bấm nút xuống và nút lên. Đấy. Các bạn có thể tùy chỉnh theo sở thích của mình sao cho phù hợp nhất với cái bài nhạc mà các bạn nghe ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu video có hay hoặc bổ ích, các bạn hãy ấn like và subscribe đăng ký kênh để chúng mình video tiếp theo hướng dẫn các bạn nhé. Nếu các bạn có điều gì thắc mắc hoặc cần hiểu biết thêm về chức năng của đàn Cushman K250 hoặc dòng đàn organ khác, các bạn hãy để lại comment bên dưới, chúng mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.